Quyển 89 thứ 2 Nhiếp Trạch Sự Sứ Khế Kinh phần 1. Như vậy đã thuyết Nhiếp Trạch về hành, nay ta sẽ thuyết Nhiếp Trạch về xứ. Ốt Đà Nam nói chung: đầu an lập thầy, trí đồng thầy, rốt sau nên biết ly dục thầy. Ốt Đà Nam nói riêng: an lập cùng sai biệt, ngu không ngu dạy trào, giải thoát phiền não nghiệp, nên biết đều rộng thuyết. Do năm chủng tướng nên biết an lập các thọ sai khác. Một, do tự tánh có ba thọ: khổ, lạc, không khổ, không lạc. Hai, do sở y có sáu chủng: nhãn, nhĩ, tĩ, thiệt, thân và ý. Ba, do sở duyên, sáu cảnh giới sở duyên như sắc. Bốn, do trợ bạn, tâm pháp tưởng, từ hoặc thiện bất thiện, vô ký khác cùng tương ứng đầy. Năm, do tùy chuyển, tâm tương ứng đầy, do nương kia, nên ba thọ tùy chuyển, kia là chỗ nương tựa của các thọ đồng sanh đồng diệt. Lại nữa, năm tướng an lập các thọ như vậy, lại có tám chủng sai biệt: một, nội xứ sai biệt; hai, ngoại xứ sai biệt; ba, sáu thức thân sai biệt; bốn, sáu xúc thân sai biệt; năm, sáu thọ thân sai biệt; sáu, sáu tưởng thân sai biệt; bảy, sáu tư thân sai biệt; tám, sáu ái thân sai biệt. Nên biết trong đây do nghĩa ba hòa hợp mà lập ba chủng sai biệt đầu, do nghĩa nhân duyên thọ mà lập chủng sai biệt thứ tư, do nghĩa quả xúc ba hòa hợp lập chủng sai biệt thứ năm, do nghĩa phân biệt thọ theo đó khởi ngôn thuyết lập chủng sai biệt thứ sáu. Vì cớ sao lúc lãnh thọ các thọ khởi tưởng như vậy: nay ta lãnh thọ khổ đây, lạc đây, chẳng phải khổ lạc đây, rồi lại vì người tùy khởi lời nói. Do nghĩa hai chủng nghiệp tạp nhiễm và phiền não tạp nhiễm, nên biết kiến lập hai chủng thứ bảy và thứ tám sai biệt. Vì cớ sao do ở nơi thọ kia hoặc hòa hợp hoặc chia lìa mà phát khởi suy nghĩ tạo tác, như phát khởi suy nghĩ tạo tác, như vậy phát sanh mong cầu lãnh thọ. Nên biết lược có hai chủng nhất thiết: một, ít phần nhất thiết; hai, tất cả nhất thiết. Như nói tất cả đều là vô thường, đây nương ít phần nhất thiết, vì đây chỉ là tất cả hành, chẳng phải vô vi. Nói tất cả pháp đều vô ngã, nên biết đây nương tất cả nhất thiết. Lại nữa, do ba tướng nên biết là ngu. Những gì là ba? Một, ngu tự tánh, do chuyển, tức là quên mất pháp ở đời hiện tại; do tùy miên, tức là quên mất pháp ở tương lai. Hai, ngu nhân duyên, vì ở trong năm tướng an lập thọ không thể hiểu rõ là vô thường, và não loạn của tự thể trái khắp vị đầu giữa sau đều không hiểu rõ, nên biết tức ở nơi pháp tánh sanh lão bệnh tử, và vị não loạn đầu là do sanh, vị não loạn giữa là do bệnh, vị não loạn sau là do hai chủng pháp lão và tử đều chẳng thể hiểu rõ. Ba, ngu quả là các khổ như sầu, các tạp nhiễm như ái. Lại nữa, do ba chủng tướng nên biết không ngu. Những gì là ba? Một, không ngu tự tánh, tức là ở trong năm tướng an lập thọ khéo năng hiểu rõ tự tướng và cộng tướng, do đây năng đoạn tất cả phiền não, năng giác ngộ thánh đế, năng chứng niết bàn. Hai, không ngu ngần ngại, tức là do bốn chủng ma, đó là do nghĩa uẩn ma khắp tất cả xứ đuổi theo, do nghĩa thiên ma kia ở mọi thời luôn nắm giữ chướng ngại, do nghĩa phiền não ma và tử ma năng cùng sanh tử phát sanh các nhóm khổ gây nên khí. Ba, không ngu chướng, do triền phiền não duyên cảnh không hiện thấy, và duyên cảnh chẳng phải không hiện thấy và tùy miên kia. Lại nữa, do ba chủng tướng chư Phật Thế Tôn và thánh đệ tử Phật năng tránh dạy trào các chủng đệ tử. Những gì là ba? Một, dạy trào dẫn dắt; hai, dạy trào tùy theo căn cơ mà an đặt ở nơi cảnh sở duyên thích hợp; ba, dạy trào khiến người được giáo hóa chứng đắc nghĩa tự lợi. Theo thứ tự dạy trào như vậy nên biết tức là thứ tự ba chủng thần biến. Lại nữa, do hai chủng tướng liên cầu năng thành tựu diệu tuệ giải thoát. Một, đã như lý văn từ rồi, tuệ tương tục sâu chắc bền bỉ, năng thành tựu vị hữu học giải thoát. Hai, tuệ hữu học tương tục dài lâu bền bỉ, năng thành tựu vị vô học giải thoát. Lại được có hai chủng thành tựu giải thoát: một, vị hữu học; hai, vị vô học. Vị hữu học là đầy đủ kim cương dụ tam ma địa, vị vô học thì từ kim cương dụ tam ma địa trở lên. Lại bí xu hành tâm thành tịnh, có năm chủng pháp có nhiều sở tác. Những gì là năm? Một, chân tránh dạy trao; hai, chi samatha; ba, chi tỷ bát xá na; bốn, do hạnh ân trọng không gián đoạn; năm, tuệ xuất thế gian. Một, chân tránh dạy trao có ba loại hiền bạn chân tránh: một, bậc đại sư; hai, bậc quỹ phạm tôn trọng; ba, người đồng phạm hạnh và người tại gia tinh thông an trụ nội pháp. Đây gọi là ba chủng bạn chân tránh. Những người có trí phải theo các bậc kia mà thỉnh cầu sự dạy trao chân tránh, huân tu tích tập các môn thiện.
2. Chi Samatha, như có người ăn trụ đầy đủ giới, nói rộng như thành Phản Địa đã thuyết, trụ đầy đủ giới như vậy rồi, tức không hối hận nên hoàn hỷ, nói rộng cho đến an lạc, nên tâm định. 3. Chi Tỷ Bát Xá Na, tức là thành tựu ba chủng ngôn giáo tùy muốn. A. Ngôn giáo chân chánh của bậc thánh. B. Ngôn giáo khiến nhàm chán xa lìa. C. Ngôn giáo khiến tâm lìa cái hướng đến ái. A. Sao gọi là ngôn giáo chân chánh của bậc thánh? Là sở hữu ngôn giáo nương năm uẩn vô học của các chủng thánh, tức là tuyên thuyết chư thánh thành tựu giới như vậy, định như vậy, tuệ như vậy, giải thoát như vậy, giải thoát tri kiến như vậy. B. Sao gọi là ngôn giáo khiến nhàm chán xa lìa? Ngôn giáo nương ba chủng khiến tăng trưởng các hạnh như ít muốn biết đủ, và ngôn giáo nương vui đoạn trừ, vui tu tập khiến lìa huyền não. C. Sao gọi là ngôn giáo khiến tâm lìa cái hướng đến ái? Nên biết giáo đây lại có ba môn. 1. Ngôn giáo lìa cái hướng đến ái là lìa tất cả phiền não cái. 2. Ngôn giáo lìa cái hướng đến ái là lìa năm cái. 3. Ngôn giáo lìa cái hướng đến ái là lìa vô minh cái. Trong đây chỗ có lời nói nương là chứng đắc đoạn giới, ly dục giới, diệt giới, gọi là ngôn giáo thứ nhất. Chỗ có lời nói nương tức ở kia thấy công đức thù thắng, và ở nơi các hành sở trị các cái thấy sầu quá họa, gọi là ngôn giáo thứ hai. Chỗ có lời nói thuận theo duyên khởi của tánh duyên như vậy, gọi là ngôn giáo thứ ba. Ba chủng ngôn giáo như vậy gọi chung là Chi Tỷ Bát Xá Na. Lại tóm lược thì ngôn giáo đề có ba chủng: 1. Ngôn giáo năng sanh vui dục. 2. Ngôn giáo năng tránh an đặt nơi tư lương. 3. Ngôn giáo năng tránh an đặt nơi tác ý. Ngôn giáo chân chánh của bậc thánh gọi là ngôn giáo năng sanh vui dục. Ngôn giáo khiến nhàm chán xa lìa gọi là ngôn giáo tránh an đặt nơi tư lương. Ngôn giáo khiến tâm lìa cái hướng đến ái gọi là ngôn giáo chân chánh an đạt nơi tác ý. Tuệ do nương ngôn giáo thắng Samatha đây nhấp thọ gọi là Tỷ Bát Xá Na, cho nên nói ngôn giáo đây gọi là Chi Tỷ Bát Xá Na. 4. Gia hạnh ân trọng không gián đoạn, thường thuận theo thực hành, thuận theo hết thảy thực hành, riêng an trụ tinh tấn, nên biết đây là gia hạnh nương chỉ quán. Lại nên biết riêng tinh tấn có năm chủng: 1. Mặc giáp tinh tấn. 2. Gia hạnh tinh tấn. 3. Không thấp hèn tinh tấn. 4. Không động chuyển tinh tấn. 5. Không vui đủ tinh tấn. Trong đây ban đầu nên biết pha khởi vui muốn mãnh lợi, kế lại tùy muốn mà pha khởi phương tiện dũng mãnh bền chắc, kế lại vì chứng đắc các pháp được thọ, nên không tự khinh miệt cũng không khiếp sợ, kế lại năng khảm nhẫn khổ nóng lạnh, rốt sau không sanh vui đủ, ở nơi những điều hạ liệt, vui cầu các công đức thủ thắng, khiến về sau chuyển chuyển càng vượt hơn, chuyển chuyển càng thêm vi diệu. 5. Tuệ xuất thế gian, do vị kia siêng an trụ tinh tấn như vậy, nhập hiện quán đế, chứng đắc các thánh tuệ xuất thế gian, ở trong tu đạo hoặc lúc hành hoặc lúc trụ, y chỉ tuệ đây, năng tránh trừ bỏ các tùy phiền não trong thân sở y, khiến tâm thành tịnh. Đó là lúc cư trú ở thôn xóm hoặc ở vùng ven thôn xóm, nếu thấy người nữ dung sắc đoan nghiêm mỹ diệu, tức liền tác ý tư duy bất tịnh, vì muốn tổn hại duyên tham dục kia. Nếu gặp sự bức bách não loạn của người, tức liền tác ý tư duy tướng tử, vì muốn tổn hại duyên sân khỏe kia. Như vậy vào lúc hành năng tránh trừ bỏ các tùy phiền não, khiến tâm thành tịnh. Lại lúc an trú ở chốn viễn ly, tu tập niệm hơi thở trừ bỏ các ác tầm tư như dục, tức vào lúc trụ năng tránh trừ bỏ các tùy phiền não, khiến tâm thành tịnh. Vị kia nương như vậy đã chứng đắc tuệ xuất thế gian, lại ở nơi tất cả hành tu tưởng vô thường, năng trường ngã mạng xót thừa. Như vậy bậc thiện sĩ làm chỗ nương lại được dạy trao không điên đảo làm tiền hành, do đây lần hồi năng chứng đắc kim cương dụ tàm mà địa, được giải thoát phiền mãn của bậc hữu học, vì tất cả phiền não đều lìa hệ buộc, nên cũng chứng giải thoát phiền mãn của bậc vô học. Sao gọi là giải thoát? Vì pháp khởi sẽ rốt ráo đối trị đoạn, vì tất cả phiền não phẩm loại thô trọng vĩnh viễn diệt, nên chứng đắc chuyển y, khiến các phiền não quyết định rốt ráo thành pháp chẳng sanh, đây gọi là giải thoát. Nếu là bậc thánh đệ tử đã đắc ly dục ở vô sở hữu xứ, chỉ trừ sở hữu các hành ở phi tưởng phi phi tưởng xứ, lại năng an trụ hơn nữa thắng định hữu đảnh, bấy giờ an trụ không gián đoạn như vậy, năng tùy đó chứng đắc các lậu vĩnh viễn tận. Nếu ở các vị khác tuy năng dần dần đoạn các lậu kia, nhưng không phải không gián đoạn trong việc năng chứng đắc vĩnh viễn tận các lậu, cho đến cũng chưa đắc ly dục vô sở hữu xứ. Lại nữa, các cõi hệ bổ dục giới thì ngoại trừ vô mình, tất cả phiền não gọi là dục lậu. Hai cõi hệ buộc sắc vô sắc thì ngoại trừ vô mình, tất cả phiền não gọi là hữu lậu. Nếu các hữu tỉnh
hoặc chưa ly dục, hoặc đã ly dục, chuyển các ngoại đạo, chỗ có dấu vết hành tà, phân biệt ngu si, sạch khỏi ác kiến, che đậy nơi tâm. Nương ác kiến đây, nơi các dục kia, một phần tìm cầu, một phần ly dục, cho đến phi tưởng, phi tưởng xứ. Sở hữu vô trí của ba cõi giới trên nhiếp chung là một lập, là vô minh lậu. Lại nữa, có chín chủng sự năng hòa hợp, nên biết kiến lập chín kiết giải biệt. Sao gọi là chín sự? Một, sự nương phẩm tại gia đáng yêu thích thuộc số hữu tình, phi hữu tình, tất cả cảnh giới có triền tham ái. Hai, sự nương phẩm tại gia đáng ghét thuộc số hữu tình, phi hữu tình, tất cả cảnh giới triền sân khỏe. Ba, sự nương số hữu tình có triền kiều mạn. 4, 5, 6, sự nương các phẩm xuất gia, nương pháp ác thuyết có ba chủng truyền, dấu tích tà thắng giải. Đây do nương lắng nghe pháp bất chánh, do nương tà tư duy không như lý, do nương phương tiện bất chánh mà nhiếp lấy tụ tập. Như vậy là ba chủng sai biệt. 7, sự ở nơi pháp luật thiện thuyết có triển không thắng giải. 8, sự nương phẩm xuất gia có trí kém thiếu. 9, sự nương phẩm tại gia có tài vật bẩn cùng. Do chín sự đây tùy chỗ thích hợp nên biết phối hợp với ái tạo thành chín kiết. Trong đây do tâm ganh ghét biến hoại nên đối với chánh pháp bên trong phát khởi sẻ tiếc pháp. Do đây tương lai kém thiếu trí huệ, tùy chỗ thích hợp nên biết các dạng phối hợp còn lại. Lại nữa do bị tham phược trói buộc, ở nơi cảnh giới năng thuận theo thọ lạc, tâm không thể xả. Như vậy do sân phược trói buộc, ở nơi cảnh giới năng thuận theo thọ khổ, tâm không thể xả. Do ngu si phược trói buộc, ở nơi cảnh giới trung dung, năng thuận theo không khổ không lạc, tâm không thể xả. Do nhân duyên đây nên kiến lập ba phược. Lại nữa, sở hữu thô trọng của phẩm phiền não tùy nương tựa thân gọi là tùy miên. Đây năng là chủng tử khiến sanh khởi tất cả phiền não triển, nên biết đây lại kiến lập bảy chủng. Do phẩm chưa ly dục sai biệt nên kiến lập dục tham sân khỏe tùy miên. Do phẩm đã ly dục sai biệt nên kiến lập có tham tùy miên. Do cả hai phẩm sai biệt nên kiến lập mạn vô minh, kiến nghi tùy miên. Như vậy tổng nhất tất cả phiền não. Lại nữa, tùy phiền não tức là tham bất thiện căn, sân bất thiện căn và si bất thiện căn, hoặc phẫn hoặc hận. Như vậy nói rộng các sự tạp uế nên biết trong đây năng khởi tất cả pháp tham bất thiện, gọi là tham bất thiện căn, sân si cũng vậy. Nếu hút sân khỏe triền năng khiến dung mạo buồn phiền, phát khởi yêu não thấp kém gọi là phẫn, bên trong ôm oán kết nên gọi là hận, ẩn giấu các điều ác nên gọi là che đậy, nhiễm ô sợ hãi nên gọi là nhiệt não, tâm ôm nhiễm ô không vui vẻ với vinh quang của người nên gọi là tật. Đối với các vật nuôi thân ôm làm sẻn tiếc nên gọi là san, khi dối người trong ôm mưu khác ngoài hiện tướng khác gọi là cuống, tâm không tránh trực, không trong sạch, không rõ ràng, hành hiểu tà vậy nên gọi là xiểm. Đối với tội đã tạo hư vọng cho mình chẳng sai nên gọi không tàm. Đối với tội đã tạo mê vọng người không biết không thấy xấu hổ nên gọi là không quý. Đối với người thấp kém cho mình là hơn, đối với người bằng cho mình là bằng, khiến tâm cao cử nên gọi là mạn. Đối với người bằng cho mình là hơn, đối với người hơn cho mình là bằng, khiến tâm cao cử nên gọi là quá mạn. Đối với người hơn cho mình là hơn, khiến tâm cao cử gọi là mạn quá mạn. Hy vọng quá sát các hành cho là ngã ngã sở, khiến tâm cao cử nên gọi là ngã mạn. Đối với pháp thủ thắng chưa đắc cho đã đắc, khiến tâm cao cử gọi là tăng thượng mạn. Ở trong nhiều pháp thủ thắng tự cho là yếu kém cũng là tâm cao cử, gọi là hạ liệt mạn. Thật không đức mà tự cho có đức, khiến tâm cao cử gọi là tà mạn. Ôm tầm nhiễm ô, tự thị nơi sự vinh quang hưng thạnh mà hiện hình tướng thô tháo nên gọi là kiêu. Ở nơi các thiện phẩm không vui siêng tu tập, ở nơi các pháp ác tâm không phòng hộ nên gọi là phóng dật. Đối với các bậc đáng tôn trọng cùng với phước điển, tâm không cung kính nên gọi là ngạo. Nếu phiền não truyền năng khiến phát khởi cầm dao gậy đấu tranh kiện tụng nên gọi là phẫn phát. Ôm tầm nhiễm ô vì hiển đức mình mà giả hiện oai nghi nên gọi là kiểu. Ôm tầm nhiễm ô vì hiển đức mình mà hiện sự thân thiện gần gũi, hoặc hành lời nhu nhuyến gọi là trá. Ôm tầm nhiễm ô muốn có những thứ mưu cầu dối trá hiện hạnh oai nghi nên gọi là hiện tướng. Hiện hành bức ép đối với những nơi khất cầu nên gọi là nài nỉ cầu. Ở nơi lợi dưỡng mình đã được không sành vùi đủ, đối với lợi dưỡng người thu được nên muốn mình thu lợi hơn nên gọi là lấy lợi cầu lợi. Tự hiển đức mình xa lìa khiêm cung, đối với người đáng tôn trọng mà không tôn trọng nên gọi là bất kính. Phát lời không thuận, tánh không khảm nhẫn nên gọi là ác thuyết. Bị các bạn hữu dẫn đường khiến làm việc không lợi ích gọi là bạn ác.
đắm trước tài lợi hiển đức tròn thật, muốn khiến người kính nên gọi là ác dục. Đối với người rộng rãi lại muốn cầu thêm nhiều lợi dưỡng cùng kính gọi là đại dục. Ôm tầm nhiễm ô hiển đức chẳng thật, muốn khiến người kính gọi là tự mong muốn. Ở nơi bị mắng, mắng trả lại gọi là chẳng nhẫn. Ở nơi sân trả sân, ở nơi đánh trả đánh, ở nơi khinh thường trả khinh thường nên biết cũng vậy. Ở nơi các dục của mình sanh sầu tham ái nên gọi là đắm say vui thích. Ở nơi các dục của người sanh sầu tham trước gọi là đắm thích khắp. Ở nơi thắng diệu, ở nơi thấp kém, tùy chỗ thích hợp nên biết cũng vậy. Ở nơi các cảnh giới khởi sầu chấp trước mong cầu gọi là tham. Ở nơi các ác hạnh sanh sâu mê muội chấp đắm gọi là tham phi pháp. Ở nơi tài bào của cha mẹ mình thọ dụng bất chánh gọi là chấp trước. Ở nơi sở hữu tài vật người giao gửi không muốn trả lại gọi là tham ác. Hư vọng quán các hành cho là ngã ngã sở, hoặc phân biệt khởi, hoặc là đồng sanh, đây gọi là kiến. Hữu thân kiến làm chỗ nương, ở trong các hành phát khởi thường kiến gọi là hữu kiến, phát khởi đoạn kiến gọi là vô hữu kiến. Nên biết tướng năm cái đã thuyết như trước trong phần định địa. Không được tự tại như ý, bị sự trói buộc của chuyện ngủ nghỉ phi thời gọi là mông muội, chẳng phải điều suy nghĩ mến mộ gọi là chẳng vui. Thô tháo cứng ngắc, tâm không điều nhu, cử thân trí trệ gọi là gay go. Đối với việc ăn uống không khéo thông hiểu, hoặc tăng hoặc giảm gọi là ăn không biết lượng. Đối với việc nên làm thì không làm, việc không được làm mà lại làm, như trong việc tu tập pháp văn từ tu, phóng dật làm tiền dẫn mà phát khởi dụng công gọi là không tác ý. Ở nơi cảnh sở duyên sanh sâu trói buộc, giống như ngủ say ẩn sâu nơi tâm nên gọi là không đúng lý hành chuyển. Tự khinh miệt gọi là tâm hạ liệt, tánh làm não người nên gọi là đề tiện. Tánh thích diễu cợt nên gọi là hèn hạ. Khi dối sư trưởng, những bậc phước điển đáng tôn trọng và bạn đồng pháp nên gọi là không thuần trực. Hai nghiệp thần ngữ thảy đều thô tháo khinh suất, tâm ngang ngạnh không trong sạch nên gọi là chẳng nhu hòa. Ở nơi các giới kiến quỹ tắc tránh mạng đều không đồng phận gọi là không tùy thuận đồng phận mà chuyển gọi là tầm tư dục. Tâm ôm ái nhiễm phan duyên các dục, phát ý lời thuận theo đó chuyển gọi là tầm tư dục. Tâm ôm ghét ác với người, duyên theo tướng không nhiều ích, phát khởi ý lời thuận theo đó chuyển gọi là tầm tư khỏe. Tâm ôm tổ não với người, duyên theo tướng não lạ, phát khởi ý lời thuận theo đó chuyển gọi là tầm tư hại. Tâm ôm nhiễm ô, duyên theo thần bảo quyến thuộc, phát khởi ý lời thuận theo đó chuyển gọi là tầm tư thân thích xóm làng. Tâm ôm nhiễm ô, duyên theo đất nước, phát khởi ý lời thuận theo đó chuyển gọi là tầm tư đất nước. Tâm ôm nhiễm ô phan duyên, đầy nghĩa nương dựa rời đổi của mình, thời sau sanh khởi hư vọng, có được, phát khởi ý lời thuận theo đó chuyển nên gọi là tầm tử bất tử. Tâm ôm nhiễm ô phan duyên với mình, với người, hoặc hơn hoặc kém mà phát khởi ý lời thuận theo đó chuyển gọi là tầm tư tương ưng khinh miệt. Tâm ôm nhiễm ô duyên đời ký chủ, tới lui nhà có thế lực, phát khởi ý lời thuận theo đó chuyển gọi là tầm tư tương ưng nhà thế lực. Hết thảy sự xấu thán nên biết như trước cũng vậy. Lại nữa, tất cả phiền não đều có triền, do luôn luôn sanh khởi hiện hành nên gọi là triền. Nhưng có 8 chủng cao tùy phiền não ở trong 4 thời lớp lớp hiện hành nên chỉ lập 8 chủng là triền. Đó là ở thời tu học tầng thượng giới, lớp lớp hiện hành không tạp không quý, năng làm chướng ngại. Nếu ở thời tu học tầng thượng tâm, lớp lớp hiện hành hôn trầm thủy miên năng làm chướng ngại. Nếu ở thời tu học tầng thượng tuệ, vì giản trạch pháp, lớp lớp hiện hành trọng cử ác tác năng làm chướng ngại. Nếu người đồng pháp lúc truyền chuyển thọ dụng tài và pháp, lớp lớp hiện hành tật đố keo lận năng làm trở ngại. Lại nữa, người hành phiền não hệ buộc dục giới như dục tham sân, nếu chưa biết chưa đoạn phiền não phẩm thượng hệ buộc dục giới gọi là dục thác lũ. Ba chủng thác lũ là hữu kiến vô minh, tùy chỗ thích hợp nên biết cũng vậy. Đó là người chưa đắc ly dục dục giới, trừ các ngoại đạo gọi là dục thác lũ. Người đã đắc ly dục gọi là hữu thác lũ. Nếu các ngoại đạo từ nhiều môn luận nên biết có hai chủng thác lũ khác. Các kẻ ác kiến được nhiếp làm một gọi là kiến thác lũ thứ ba, và nhân duyên ác kiến được nhiếp làm một gọi là vô minh thác lũ thứ tư. Lại nữa, nếu các kẻ phiền não hành đẳng phần không tăng không giảm, tức ở nơi tất cả phiền não đã thuyết trên gọi là ách. Lại nữa, nên biết nương ở hai phẩm mà kiến lập bốn thủ, một phẩm tại gia, hai các phẩm xuất gia trong các ngoại đạo. Nên biết trong đây hoặc sở thủ, hoặc năng thủ, hoặc sở vì thủ, như vậy tất cả gọi chung là thủ. Hỏi sao gọi là sở thủ? Đáp, dục kiến, giới cấm, ngã ngữ là sở thủ.
Hỏi sao gọi là năng thủ? Đáp: bốn chủng dục tham là năng thủ. Hỏi sao gọi là sở vi thủ? Đáp: vì được các dục và vì thọ dụng nên khởi thủ ban đầu. Do lực tham lợi dưỡng cùng với cung kính tăng thượng, hoặc vặn hỏi chỗ lập luận của người, hoặc vì tránh khỏi sự nạn vấn của người nên khởi thủ thứ hai. Chỉ Samatha làm chỗ nương tựa, làm chỗ kiến lập, vì muốn hướng đến ly dục thế gian cho đến phi tưởng phi tưởng xứ Tamma Bát Đề khởi thủ thứ ba. Vì muốn tùy thuyết phân biệt chỗ kế chấp tác nghiệp, thọ quả sở hữu sĩ phu, cùng với tùy thuyết tướng lưu chuyển hoàn diệt sĩ phu, khởi ngã ngữ thủ. Bốn thủ như vậy, nương nơi hai phẩm là phẩm các tại gia thọ dụng dục và phẩm các xuất gia trong pháp ác thuyết tỷ nại gia. Do Phật Thế Tôn mỗi tự xưng rằng: ta là bậc đại sư chánh luận biết khắp vĩnh viễn đoạn cao thủ, nên người ở nơi pháp đây thệ tu hành để phiền não dẫn dắt khiến thần hoại mạng chung, mà không ở kia kiến lập cao thủ. Vì cớ sao? Vì người kia ở nơi các dục không lòng luyến tiếc mà xuất gia, vì ở nơi kiến giới cấm và ngã ngữ không chấp thọ. Kẻ pháp ác thuyết thì có hai sai biệt: một, kẻ ở nơi ái kiến mà triển truyền phát khởi luận oán tranh; hai, kẻ năng chứng nhập định thế gian, kẻ nương nơi ái kiến mà triển truyền phát khởi luận oán tranh kiến lập kiến thủ; kẻ nương năng chứng nhập định thế gian lập giới cấm thủ. Vì hai phẩm làm chỗ nương chấp trước ngã ngữ, nên nương cả hai phẩm lập ngã ngữ thủ, trong đầy kiến là 62 kiến nên biết như trước. Chỗ thọ chỉ tà kiến phân biệt phòng hộ thân, phòng hộ ngữ gọi là giới. Tùy chỗ thọ hình phục ăn uống, vì nghi hình tướng gọi là cấm. Luận cho là có ngã, là thật, là trụ gọi là ngã ngữ. Vì chấp có thật, vật gọi là thật. Vì chấp có thể an lập gọi là trụ. Lại ở trong đây dục ái làm duyên kiến lập dục thủ. Nương luận trí lợi dưỡng cùng kính ái làm duyên kiến lập kiến thủ. Định ái làm duyên kiến lập giới cấm thủ. Hữu ái vô hữu ái làm duyên kiến lập ngã ngữ thủ. Lại nữa có bốn hệ, chỉ nương ngoại đạo sai biệt mà kiến lập nên biết như trước. Lại nữa vì trái lại năm xứ nên kiến lập năm cái sai biệt. Một, tại gia cuốn theo cảnh giới hiến các dục trôi nổi, trái với thánh giáo nên kiến lập tham dục cái. Hai, không khảm nhẫn vì các đồng pháp của trách huyền ngàn đuổi bỏ dạy dằn, trái với sở hữu pháp lạc khả ái nên kiến lập sân khỏe cái. Ba, do trái Samatha nên kiến lập hôn trầm thủy miên cái. Bốn, do trái với tỷ bát xá na nên kiến lập trạo cử ác ta cái. Năm, do trái với pháp luận nghị không điền đảo, biết trạch quán sát sâu các pháp đại sư thánh giáo thắng giải niết bàn nên kiến lập nghi cái. Lại nữa, hoặc vì tham sân si triền trói buộc, hoặc vì tham sân si tùy miên theo đuổi ngủ sâu nên tâm không điều nhu, tâm rất ngu muội, năng làm suy tổn trong việc đắc nghĩa tự lợi nên gọi là chu ngột. Lại nữa, đối với cảnh hèn hạ xấu xa phát khởi tham dục gọi là tham cấu. Ở nơi cảnh sự sở duyên không đáng sân mà khởi sân khỏe gọi là sân cấu. Ở nơi chúng sanh hiển hiện cực ngu si, còn năng nhận biết chỗ khởi ngu si gọi là si cấu. Lại nữa, nếu tham sân si lớp lớp hiện hành, hằng thường lưu chuyển mạnh mẽ, thiêu não thân tâm, cực làm suy tổn gọi là thiêu hại. Nếu tham sân si mà xa lìa tàm quý, vì không tàm quý nên một hướng không gián đoạn chẳng thể chế phục, quyết định sẽ bị thương tổn gọi là tên. Nếu tham sân si có tàm quý xen lẫn gián đoạn vì tiếp nối, vì không phải sát na nên có thể chế phục, gọi là nghĩa sở hữu, chính là trói buộc cực dơ uế. Lại nữa, tất cả thân nghiệp bất thiện gọi là ác hành. Như nói thân nghiệp thì ngữ nghiệp, ý nghiệp nên biết cũng vậy. Do lớp lớp nghiệp ác đầy hiện hành ở các đường ác, hoặc đã tùy nhập, hoặc sẽ tùy nhập, hoặc hiện tùy nhập, cho nên thuyết kia gọi là ác hành. Do đây hiển bày nghĩa nghiệp tạp nhiễm, còn truyền phiền não tạp nhiễm trước đã hiển rõ. Lại nữa, có hai luận an lập nghiệp tạp nhiễm: một, tà luận; hai, tránh luận. Nói tà luận là như có người lập luận như vậy: nếu có người cố tư duy tạo tác các nghiệp bất thiện, tất cả quyết định sẽ thọ được ác. Luận đầy tức hủy báng việc tu hành phạm hạnh năng chứng niết bàn. Vì cớ sao? Các loại hữu tình ở trong hiện pháp không dễ gì, mà không cố ý suy nghĩ gây tạo nghiệp bất thiện khả đắc, huống là trong đời khác. Nếu kẻ quyết định cầm đường ác, bèn lẽ không có giải thoát khả đắc, cho nên nên biết đây là tà luận. Nói tránh luận là nếu có người lập luận như vậy: những người cố tư duy tạo nghiệp bất thiện, hoặc người cũng làm cũng tăng trưởng nghiệp đầy, quyết định đường lai thọ dị thục đường ác chẳng đáng ưa thích, hoặc có người tùy tạo tác mà không tăng trưởng, về lấy pháp thọ kia làm chỗ nương nên tạo tác các việc hoặc vui hoặc khổ, ở trong hiện pháp nghiệp đầy quyết định hoặc thuận thọ lạc hoặc thuận thọ khổ. Những kẻ tạo tác nghiệp như vậy rồi, nếu không hối hận, không tù đối trị,
người kia ở nghiệp đầy hoặc lại tăng trưởng hoặc chẳng tăng trưởng, thì nghiệp đầy tùy quyết định thuận thọ ở hiện pháp cũng khiến chuyển thành thuận thọ đường ác, và trong hiện pháp năng chứng giải thoát. Những kẻ tạo tác nghiệp như vậy rồi, nếu sanh khởi hối hận, tu tập đối trị, người kia ở nghiệp đầy hoặc chẳng tăng trưởng hoặc lại tăng trưởng, thì nghiệp đầy tùy là thuận thọ đường ác cũng khiến chuyển thành thuận thọ hiện pháp không chứng giải thoát. Cho nên luận đầy chẳng gọi là phỉ báng việc tu tập phạm hạnh năng chứng niết bàn, nên biết luận đầy là tránh luận. Lại nữa, nếu quyết mười chủng nghiệp đối trị, tức bèn là chỗ nhiễm ô của nghiệp tạp nhiễm, nếu có người tích tập mười chủng đối trị như vậy, liền được thành tịnh. Một, hoặc do đối trị như vậy, thì có gây tạo nghiệp mà không tăng trưởng, hướng về đường lai, thành bất định thọ. Hai, hoặc do đối trị như vậy, tùy trừ vĩnh viễn đoạn trừ mà không lãnh thọ trở lại. Ba, hoặc do đối trị như vậy, lìa hệ buộc vĩnh viễn đoạn trừ. Bốn, phòng hộ giữ gìn các căn môn, khéo tu thân, muốn tu tập tăng thượng giới học. Năm, tu tập tăng thượng giới rồi, muốn tu tập tăng thượng tâm học. Sáu, tu tập tăng thượng tâm rồi, muốn tu tập tăng thượng tuệ học. Bảy, tu tập tăng thượng tuệ rồi, đoạn trừ các lậu. Tám, tu tập ý lạc mạnh mẽ. Chín, trường thời tu tập. Mười, tu tập vô lượng môn đối trị. Nếu có người không tích tập mười chủng nghiệp đối trị như vậy, bèn là chỗ nhiễm ô của nghiệp tạp nhiễm, trái với tướng đây, nên biết thành tịnh. Lại nữa, ở trong hiện pháp có người không khéo an trụ phòng hộ thần ngữ ý nghiệp, do kẻ kia trước tạo tác nghiệp ác bất thiện cũng khiến tăng trưởng, nên ở đầy tương lai có tạp nhiễm. Nếu người khéo an trụ phòng hộ thần ngữ ý nghiệp kia không bị tạp nhiễm, sao gọi là ở trong hiện pháp không khéo an trụ phòng hộ thân ngữ ý nghiệp? Sao gọi là khéo an trụ phòng hộ thân ngữ ý nghiệp? Không khéo an trụ phòng hộ thần ngữ ý nghiệp, như có người ở nơi sự pha khởi các thần ngữ ý nghiệp chuyển bất thiện, năng thệ xa lìa, nhưng tác ý bất chánh năng khởi tương ứng vô mình vẫn còn nên pha khởi. Lại ở nơi các thần ngữ ý nghiệp thiện thọ học tùy chuyển, do nhân duyên đây, ở trong hệ pháp tạo tác các khổ, do các phiền não tà dục tìm cầu gây ra không thể khác được. Người kia chỉ ở nơi việc thệ thọ xa lìa đây mà sanh vui đủ như vậy, ở trong hệ pháp không sanh khởi thánh đạo, không chứng niết bàn. Tùy kia an trụ phòng hộ như vậy, ở trong hiện pháp tạm thời không tạo tác ý nghiệp ác bất thiện, nhưng vì tùy miên truyền phược của phiền não nên thần hoại về sau hậu hữu tiếp nối sanh theo chỗ thọ thân nương duyên nghiệp trước rộng khởi tạp nhiễm. Người kéo an trụ phòng hộ thân ngữ ý nghiệp thì có sự sai khác, đó là do người đầy đường thệ thọ xa lìa kia không tạo nghiệp mới, nghiệp cũ tùy chính dần tạm đón nhận dị thục mà năng biến đổi tiêu dùng. Người kia không chỉ đối với việc thệ thọ xa lìa đây sanh vui đủ, lại ở trong hiện pháp năng khởi thánh đạo cũng năng chứng đắc quả niết bàn. Người kia lúc bấy giờ cho đến thân có thức tương tục trụ, hằng lãnh thọ, các thọ do nghiệp trước chiều cảm. Ở trong hiện pháp, thân có thức kia cho đến giai đoạn thọ lượng chưa diệt tận, tương trụ tương tục. Nếu thọ lượng đến lúc tận, liền xả thân có thức, mạng căn sau chẳng thành tựu. Do nhân duyên đầy thức và tất cả các thọ đều diệt, không tương tục về sau. Vì kia bóng thọ cùng cây thức ấy đều diệt tận, để cấp ở tất cả chẳng thể thi thiết. Người kia lúc bấy giờ do hai nhân duyên tạo tác nghiệp trước, ở đầy đường lai chẳng thể bị nhiễm. Một, do phiền não làm trợ bạn khiến tạp nhiễm đoạn trừ không sót thừa. Hai, do nương các hành tương tục đây khiến thành tục tạp nhiễm cũng đoạn diệt không sót thừa. Bấy giờ vì người kia đối với các hữu tình ý vui bạn lành tương tục chuyển nên gọi là tâm không oán. Vì duyên sân khỏe ở nơi kia đoạn trừ nên gọi là tâm không khỏe. Vì đối với nghiệp dị thục thấy sâu quá hoạn, duyên thệ xa lìa được tăng thượng, gọi là tâm không nhiễm, đã đạt được đầy đủ đối trị kia, thành tựu thánh đạo, gọi là tâm thiện giải thoát không điển đảo. Do kia như vậy năng chứng đắc đầy đủ sáu chủng hằng trụ. Nếu đã nhiều an trụ như vậy, trong hiện pháp bị trùng trùng cao duyên ác bất thiện xen tạp gián đoạn, thì do đây xa lìa một hướng thành tựu thiện. Do nhân duyên đây nên biết người an trụ phòng hộ sau có sự sai khác so với người trước. Lại nữa, nên biết thi thiết luận lãnh thọ nghiệp dị thục, do năm trùng tướng thành tạo nhiễm và do năm trùng tướng thành chẳng tạp nhiễm. Sao gọi là do năm trùng tướng thành tạp nhiễm? Do thi thiết luận ác nhân, do thi thiết luận không nhân và do thi thiết luận ác nhân không nhân có ba chủng lỗi lầm. Thi thiết luận ác nhân, như có người khởi kiến như vậy, lập luận như vậy, nếu có bộ đặc giả là sĩ phù thọ nhận các sự việc, tất cả đều là nhân đời trước tạo ra, như vậy tự tại biến hóa là nhân tạo ra. Thi thiết luận không nhân, như có người khởi kiến như vậy, lập luận như vậy,
Nếu có Bồ Đạt Xà La Sĩ Phu thọ nhận các sự việc nên biết tất cả đều không nhân không duyên, thì thiết luận ác nhân không nhân có 30 lỗi lầm. Nếu nói trong hiện pháp bất thiện đồng hành với các thọ do nghiệp bất thiện đời trước làm nhân cũng có lỗi lầm, nghiệp hiện pháp làm nhân cũng có lỗi lầm. Nếu nói thọ đầy lấy nghiệp ác đời trước làm nhân, vậy thì có người lúc nương ở bất thiện mà thọ các pháp vui thì có phát sanh cảm thọ vui bất thiện. Nếu việc đầy dụng các nghiệp bất thiện đời trước lấy làm nhân sanh khởi thì không đúng đạo lý. Vì cớ sao? Vì kia đời trước không tạo tác các nghiệp bất thiện, ở trong hiện pháp cảm vui dị thục thì đúng với đạo lý. Nếu nói thọ đầy dụng nghiệp ác trong hiện pháp làm nhân, vậy thì hoại mất ý sở lập của chính các kẻ luận ác nhân và luận không nhân. Vì những kẻ kia cho là các sự thọ đều do nhân đời trước làm ra cho đến nói rộng, đây gọi là lỗi lầm thứ nhất. Lại nếu có kẻ nói rằng các pháp bất thiện đều dụng nghiệp ác đời trước làm nhân, vậy thì quyết định chỗ có pháp thiện cũng dụng nghiệp thiện đời trước làm nhân. Như vậy chỗ có các gia hạnh thiện đồng sanh khởi với tinh tấn đối trị bất thiện đều thành vô dụng. Như vậy gọi là lỗi lầm thứ hai. Lại nếu hiện tại không có dụng của sĩ phu, vậy thì không thể nương thiện bất thiện, tránh quá sát sâu. Đây là điều phải làm, đây là điều chẳng nên làm. Lại như thật trí, điều đây ta nên chuyển, điều đây ta nên thành tựu, lẽ thành vô dụng. Vì không có dụng sĩ phu kia nên trí đây cũng không có, dẫn đến đạo lý như thật trí cũng không thành tựu. Vì trí không thành nên niệm không an trụ, vì niệm không an trụ nên không định, vì không có định nên tâm từ bất chánh khiến tâm mê loạn. Vì tâm mê loạn để lẽ các căn vui sướng quyến luyến đồng theo ý vui của ngu phu. Vì kẻ kia thu được pháp như thế nên thối thất pháp sa môn và luận sa môn. Như vậy gọi là lỗi lầm thứ ba. Dưới đây lược thuyết ba chủng lỗi lầm. Lỗi lầm do các thọ đời hiện tại nhân bất thiện không thành tựu, lỗi lầm do phỉ báng tinh tấn và lỗi lầm do phỉ báng chánh trí. Sao gọi là thi thiết luận lãnh thọ tất cả nghiệp dị thục do năm chủng tướng thành không tạp nhiễm? Đó là hoặc kẻ năng lãnh thọ, hoặc do đầy lãnh thọ, hoặc như vậy lãnh thọ, hoặc khi lãnh thọ tạp nhiễm như vậy, thành tịnh như vậy. Nên biết trong đây, nương năm thủ quả thi thiết giả danh Bồ Đạt Xà La là kẻ lãnh thọ, tức kẻ đầy do sáu xúc xứ nên năng lãnh thọ, và trong thai mẹ có bốn chủng sai biệt. Đó là nương tinh huyết do đại chủng sở tạo, kết sanh tương tục do chỗ nhiếp thọ của các nghiệp phiền não, thức của hữu thủ và sở hữu lỗ huyệt trong thai mẹ, do như vậy mà được nhập thai mẹ. Kế đến có danh sắc, kế có sáu xứ, kế là xúc, kế là thọ, thứ tự như vậy mà có lãnh thọ. Lại tức thọ đây cũng dụng xúc hiện tại làm nhân, cũng dụng hết thảy nghiệp đời trước làm nhân. Nếu kia lắng nghe các pháp bất chánh, đắc ý phi lý, lấy làm nhân duyên liền xúc vô minh, xúc sanh thọ, thọ làm duyên sanh ái, ái làm duyên sanh thủ, cho đến các khổ sanh lão tử, sai biệt ở đường lai. Như vậy lúc lãnh thọ các vô minh xúc sanh thọ liền có tạp nhiễm, nhiếp lấy hai đế, trái với tướng đây, tức vì lắng nghe chánh pháp như lý tác ý làm nhân duyên, liền năng lãnh thọ mình xúc phát sanh các thọ sai biệt. Khi lãnh thọ cảm thọ đây liền có thanh tịnh nhiếp lấy hai đế. Lại nữa, nên biết thí thiết luận tà nghiệp thanh tịnh và trong tà hạnh có hai lỗi lầm. Những gì là hai? Một, lỗi lầm do bên trong ngừng trệ. Hai, lỗi lầm do sự hủy chê của người. Sao gọi là thi thiết tà nghiệp thanh tịnh? Như có người thật chẳng phải đại sư, vọng phân biệt tự xưng là đại sư, thi thiết luận tà tuyên thuyết thế này: các sự thọ khổ trong hiện pháp tất cả đều do nhân đời trước tạo ra. Bởi kẻ kia quan sát các nghiệp bất thiện đời trước là do hai chủng nhân: một, trong hiện pháp các nghiệp bất thiện đều do nghiệp xưa thường xuyên tập quen dẫn dắt; hai, các sự thọ khổ cũng là chỗ tạo tác của nghiệp kia, do nhân duyên đầy tự tu khổ hạnh khiến nghiệp ác cũ chiều tập quả khổ thay đều biến đổi tiêu dung, lại không tạo tác nghiệp mới bất thiện ở trong hiện pháp, lại năng an trụ phòng hộ thần ngữ ý, về sau một hướng xin tu nghiệp thiện khiến pháp bất thiện chuyển đổi thành chẳng còn lậu, do nhân duyên đầy nghiệp bất thiện tận hết, do nghiệp kia tận các khổ cũng tận, chứng biển tế khổ. Sao gọi là tà hạnh? Như có người chẳng thể rõ biết nghiệp tạp nhiễm của mình, chẳng thể rõ biết đối trị nghiệp kia, lại nơi sở chứng trước sau sai biệt chẳng như thật biết. Như vậy kẻ kia thành tựu pháp ngu si, nên đối với điều chứng đắc của thầy không phát khởi tín căn, đối với điều không nên tín mà sanh hư vọng cho là chân thật, đối với thắng giải thánh giáo kia đã trong mê muội cho là không chân thật, không như lý, do đây bị kẻ bằng hữu tà luận khác xoay chuyển huỳnh động,
Đối với điều đáng nghi hoặc mà không sanh nghi hoặc, không tìm đến thầy cung kính thỉnh cầu thưa hỏi điều gì năng tránh ký, điều gì không thể ký, làm sao năng thành tịnh nghi hoặc, làm sao không thể thành tịnh nghi hoặc, sao là nhất thiết trí, sao không phải nhất thiết trí. Đại sư qua đời ở nơi những điều nghi hoặc rốt ráo theo đó chuyển. Vì cớ sao đại sư còn trụ ở đời, năng vì nghi hoặc của kia mà khai tỏ đây là nhất thiết trí và kia chẳng phải nhất thiết trí. Đại sư diệt rồi, nương ai thưa hỏi, làm sao quyết nghi, đây gọi là tà hạnh. Duyên nào nên biết thí thiết nghiệp thành tịnh như sau thì không đúng đạo lý. Do hai duyên, nếu kia nếu hữu tự khổ hạnh là do nhân đời trước tạo ra thì không đúng đạo lý, và do đây năng tận nghiệp bất thiện đời trước thì không đúng đạo lý. Vì cớ sao? Do duyên tự khổ hạnh bức thiết phẩm nhuyễn trùng thượng thì lãnh thọ khổ phẩm nhuyễn trùng thượng sanh. Nếu xa lìa duyên bức thiết của ba phẩm đây thì sự bức thiết thọ khổ của ba phẩm đây chẳng được sanh, cho nên do nhân đời trước tạo tác thì không đúng đạo lý. Lại khổ hạnh đây không có công năng khiến sở tác các nghiệp bất thiện gây tạo ở đời trước, năng cảm thọ khổ trở thành thuận thọ lạc. Cho nên khi khởi định kiến như vậy, do tự khổ hạnh khiến việc làm ác nghiệp đời trước biến đổi tiêu dùng. Nếu có việc đây thì các nghiệp bất thiện đời trước gây tạo năng thuận thọ khổ. Ở trong hiện pháp quả thọ khổ đây là năng cảm được hay do tự khổ bức thiết? Nếu nói quả thọ khổ đây là do chiều cảm được thọ quả kia rồi tự nhiên tiêu dùng thì tự tu khổ hạnh tức là vô ích. Nếu như vậy, sự gây tạo các nghiệp bất thiện đời trước không phải do tự khổ hạnh mà có thể tiêu dùng. Lại tức nghiệp đây hoặc một phần có thể biến đổi, tức là trong hiện pháp thọ quả kia. Nhưng nếu một phần nghiệp còn lại năng thuận thọ về sau, thì kia ở đời sau sẽ thọ quả ấy, không phải tự khổ hạnh có thể khiến quả đầy thảy đều tiêu dùng. Nếu nói quả thọ khổ là do hiện tại tự khổ bức thiết, chẳng phải do nhân đời trước tạo tác. Như vậy chỗ thuyết tất cả các sự lãnh thọ đều là nhân đời trước tạo tác, không đúng đạo lý. Như nghiệp ác năng thuận thọ khổ không thể khiến đầy thành thuận thọ lạc. Như vậy việc làm đời trước, nghiệp thiện năng thuận thọ lạc không thể khiến đây thành nghiệp thuận thọ không khổ không lạc, hoặc hai chủng kia thuận thọ hiện pháp không thể khiến đây thành thuận thọ về sau, hoặc thuận thọ về sau không thể khiến đây thành không chỗ thọ, hoặc chưa thành thục, chưa thể khiến thành thục, hoặc đã thành thục chẳng thể dụng phương tiện nào khác khiến chuyển đổi. Dưới đây tóm lược nghĩa chủ yếu, chỗ gọi tất cả nghiệp thiện bất thiện do tự tánh quyết định, thời phần quyết định và phẩm lại quyết định. Nếu như vậy, quyết định tùy theo nghiệp, tất năng nhiếp thọ loại quả như thế. Vậy thì ở trong ấy, tự hành bức thiết thọ khổ có tác dụng gì? Lại nếu thọ đây do nhân của nghiệp đời trước mà năng chiêu cảm kia tự tin theo như vậy khiến nghiệp một phần diệt tận, thì còn được chút phần lợi ích thủ thắng. Do nhân duyên đây mà kế chấp cho là chút phần thắng lợi cũng không có. Như vậy sẽ chịu sự trói buộc rất ngương trệ của nghiệp chính mình, chọn không giải thoát. Do đạo lý đây gọi là lỗi lầm thứ nhất của tà luận tà hạnh đây, đó là do bên trong ngưng trệ trong việc chứng nghĩa tự lợi. Sao gọi là lỗi lầm? Do hủy chê của người, người kia nương theo hai chủng tà luận phát khởi ba chủng tự hành khổ não. Hai chủng tà luận có kẻ nói lời như vậy: tất cả các sự lãnh thọ của Bồ Đặc Giả La Sĩ Phu đều là nhân đời trước tạo tác, đây gọi là tà luận thứ nhất, tức là luận ác nhân. Lại có kẻ nói rằng như kia ban đầu là do tự tại biến hóa, từ đây về sau tất cả các sự lãnh thọ đều do việc làm của nghiệp đời trước, đây gọi là tà luận thứ hai, tức là luận ác nhân. Ba chủng tự khổ hạnh đó là phòng hộ thân, phòng hộ ngữ, phòng hộ ý. Phòng hộ thân tức là không đem thân cùng cộng trú với hữu tình khác, chỉ đến núi rừng trốn a lan nhã, một mình ở chốn nhàn tịnh đều không sở kiến mà tu khổ hạnh. Phòng hộ ngữ, kẻ kia thọ chỉ cầm giới yên lặng không nói. Phòng hộ ý, kẻ kia tầm nhẫn thọ tự khổ bức thiết, lại khởi vui muốn nói thuyết vì người mà hiền dạy như vậy. Vậy như đã nói trên, người kia do hai chủng sở kiến viên mãn và do ba chủng khổ hạnh viên mãn, nên năng vượt các thứ khổ, nhưng không thể vượt qua khổ của bản thân, cho nên bị sự hủy chê của người. Nếu có sự lãnh thọ, tất cả đều là nhân đời trước tạo tác, cũng là nhân tự tại biến hóa tạo tác, cũng là ba chủng khổ hạnh năng vượt qua nhân đã gây tạo. Vậy thì ba chủng tu khổ hạnh đều là chỗ thọ cao khổ, quyết định là do cảm nghiệp hắc đời trước, cũng là chỗ hóa hiện bạo ác của tự tại. Vì ba chủng khổ hạnh đều chẳng năng vượt, cho nên ở nay thọ ấy là thọ khổ. Nếu kẻ kia tuy bên trong chứng ngưỡng trệ mà được người xưng khen vẫn còn không có việc ấy,
Há huống được người sự khen có lợi ích thù thắng, cho nên gọi là lỗi lầm thứ hai, do trong phận đây chỉ đáng hủy chê. Lại nữa, trái với tướng trên nên biết thi thiết luận chánh nghiệp nhiễm tịnh. Và trong chánh hạnh có hai lợi ích thủ thắng. Một, thắng lợi do bên trong chứng đắc không ngừng trệ. Hai, thắng lợi do được người xương khen. Sao gọi là thi thiết luận nghiệp tạp nhiễm? Có hai nghiệp, một nghiệp thiện, hai nghiệp bất thiện. Ở đời quá khứ đã từng tạo tác nghiệp thiện, bất thiện. Này trong hiện pháp thọ quả dị thục ái, phi ái. Khi thọ quả ái, phi ái sai khác, liền lại tạo tác nghiệp thiện, bất thiện. Do đây thọ quả dị thục ái phi ái đường lai, như vậy gọi là luận nghiệp tạp nhiễm. Sao gọi là thi thiết luận nghiệp thanh tịnh? Như có người không tạo nghiệp mới nên tiếp xúc nghiệp cũ rồi nên kiến tiêu dùng, do lược đối trị vĩnh viễn đoạn không sót để chứng đắc thanh tịnh, đây gọi là luận khiến nghiệp tạp nhiễm được thanh tịnh. Như vậy thi thiết luận chánh nghiệp nhiễm tịnh gọi là luận vô thượng. Sao gọi là chánh hạnh? Như có người ở trong chánh pháp thành tựu đà văn, đối với nghiệp tạp nhiễm và thanh tịnh đã tránh biết tướng tạp nhiễm thanh tịnh, nên xả bỏ nghiệp bất thiện, tu tập nghiệp thiện. Người kia ở nơi phần từ đã như lý tác ý, riêng tu tập phương tiện rồi, vì chứng tu nên an trụ chốn a lan nhã, tịnh tu sửa trị tâm, khiến lìa các cái và các pháp khổ. Vì muốn đoạn trừ tham dục sân khỏe trạo cử ác tác, nên dụng chín trùng hành an trụ nơi tâm, tức dụng chỉ đối trị khiến tâm xả bỏ. Vì muốn đoạn trừ hôn trầm thủy miệng cùng với nghi cái, nên phân tích sáu sự tác ý như lý, tu tập trang nghiêm nơi tâm, dụng quán đối trị khiến tâm xả bỏ. Từ chỉ quán sở trị kia ra khỏi rồi, năng tránh tu học mỏng dần các khổ. Người kia đã tịnh tu tâm như vậy, khiến lìa các cái, các pháp khổ rồi, lại ở nơi y phục, uống ăn, ngọa cụ, thọ dụng oai nghi phép tắc mà tịnh tu tâm đây. Tự rõ biết, nếu tập quen thân cận với y phục cho đến ngoại cụ như vậy, bất thiện pháp tăng, thiện pháp thối giảm, tức liền xa lìa. Thà rằng thọ dụng y thô xấu, tạm vì nơi sống thân này nhẫn thọ các khổ, tiến tu tránh hạnh. Lại do hai nhân duyên việc thọ dụng y phục tốt đẹp thượng diệu, đang khiến sanh trưởng pháp ác bất thiện, là các vọng tưởng và tầm tư bất chánh. Những gì là hai duyên? Một, vì ở nơi thiện chưa năng trường thời xuyên suốt tu tập nên tâm chẳng điều phục nhu hòa. Hai, vì ở nơi các việc y phục, uống ăn, dục tham chấp đắm kiên cố, do nhân duyên đây, người tu chánh hạnh nhu nhuyến điều phục tâm khiến cảm nghiệm thực hành. Đối với y phục mà có dục tham chấp đắm kiên cố, tự rõ biết các pháp vô thường, chúng nhiều duyên sanh, thường hằng luôn buộc niệm thấy sầu quá hoạn. Bây giờ tuy lại thọ dụng các sự y phục tốt đẹp mà trong tâm không bị tạp nhiễm, người hành như vậy lãnh thọ sự an lạc cũng không có tội. Đây nương lực tu tập Samatha Tỳ Bát Xá Na khiến tịnh tu nơi tâm đã để các cái do lực tư trạch trong việc tà thọ dụng y phục. Tuy bấy giờ tạm chút thành tựu tâm nhất cảnh tánh, nhưng chưa đoạn dục tham tùy miên, ở đời tương lai lại bị tạp nhiễm. Người kia dùng diệu tuệ thông đạt đây rồi, liền tu ra hạnh sẽ rốt ráo đoạn trừ. Như pháp thọ dụng biết lượng đối với vật thực y phục, lìa các tham đắm. Trước hết khéo tu trị tư lượng chánh định, lần hồi cho đến năng nhập đệ tứ tịnh lự thành tịnh, lấy đây làm chỗ nương, chứng hiện quán đế, tùy đắc lậu tận, tâm thiện giải thoát. Vì ở nơi tất cả khổ đã được lìa hẹn buộc, vì nhiếp thọ tịch tĩnh rốt ráo, vì tất cả thân tâm thanh tịnh vì diệu viên mãn không gián đoạn, vì tất cả phiền não vĩnh viễn lìa hẹn buộc, vì khắp năng lãnh nạp các thọ vô lậu. Đây gọi là chánh hạnh, như vậy gọi là bên trong chứng đắc không ngừng trệ. Trái với tướng trước kia, tức có năm chủng sai biệt, được người khen ngợi tán thán, vị kia bấy giờ tâm thiện giải thoát khỏi các triền cái và tất cả khổ, ở trong hiện pháp các tùy miên kia đoạn hẳn không sót. Do chỗ có nghiệp tạp nhiễm tiền tế, hậu tế và dị thục đều khéo giải thoát, nên ở hiện pháp thành tựu thánh đạo và quả đạo. Lại nữa, lực có ba chủng bồ đặc già la: một, dị sanh chưa nhập thánh giáo; hai, hữu học đã nhập thánh giáo; ba, dị sanh đã nhập thánh giáo. Do ba chủng tướng nên rõ biết bồ đặc giả la thứ nhất, bồ đặc giả la thứ hai, thứ ba nên biết cũng vậy. Sao gọi là nên biết ba tướng của bồ đặc giả la thứ nhất? Tướng bồ đặc giả la thứ nhất đã thành tựu chánh kiến thế gian, rõ biết có thí cho đến nói rộng. Người kia ở thầy khác vì nghe pháp bất chánh làm nhân duyên, nên pháp khởi tác ý phi lý về chánh kiến thế gian. Lúc chánh kiến sắp muốn diệt, thì tất cả thầy đều chưa diệt được mà khảm năng diệt. Lại sở trị tà kiến phỉ báng, lúc sắp muốn sanh, tuy chưa đã sanh mà kham năng sanh. Người kia ở trong khoảng ấy vì lắng nghe chánh pháp làm nhân duyên, bèn trở lại phát sanh như lý tạng ý.
Vì tà kiến phỉ báng kia sắp muốn sanh mà không hiện hành nên gọi là đoạn, nhưng chánh kiến đầy do trước đã thành tựu nên không gọi là sanh. Tướng Bồ Đạt Giả La thứ hai không thành tựu chánh kiến và dụng tà kiến, vì lắng nghe chánh pháp như lý đang ý làm nhân duyên. Bây giờ người kia liền phát sanh chánh kiến thế gian, người kia ở nơi tà kiến không được gọi là đoạn, vì trước không thành tựu việc đầy. Tướng Bồ Đạt Giả La thứ ba đã thành tựu tà kiến, được lắng nghe chánh pháp như lý tác ý làm nhân duyên, nên đoạn diệt tà kiến, sanh khởi chánh kiến. Sao gọi là nên biết ba tướng của Bồ Đạt Giả La thứ hai? Ở nơi Phật đã đắc chứng tịnh, trước ở nơi Phật kia hiện khởi tất cả đều vô trí, nên khi ở nơi các đế đắc hiện quán, vì trước đã đoạn tận nên nay không gọi là đoạn. Vì ở nơi Phật chứng tịnh đồng hạnh minh hiện tiền, gọi là sanh. Tức dùng đạo học đoạn trừ phẩm vô minh tu sở đoạn xót thừa, mà đối với minh đây không được gọi là sanh khởi. Vì đạo đây đồng với trùng lại trước, đạo vô học của kia xuất hiện tại tiền, tu đoạn trừ vô minh, khiến chúng thầy đều diệt tận, lại năng sanh khởi các minh vô học. Sao gọi là nên biết ba tướng của Bồ Đạt Giả La thứ ba? Đó là lắng nghe chánh pháp tương ứng vô ngã. Ban đầu chỉ do nghe nên phát sanh tín hiểu mà chưa ngộ nhập. Vì người kia ở nơi vô ngã sanh tín hiểu nên năng đoạn ngã kiến, nhưng vì chưa ngộ nhập nên không được gọi là sanh vô ngã kiến. Lục như pháp đã được nghe, lại năng như lý tránh tư duy, vì ở nơi lý vô ngã năng ngộ nhập nên được gọi là sanh vô ngã kiến, nhưng ở nơi tùy miên kia vẫn chưa năng đoạn. Từ đây về sau, do lực tu đạo chứng hiện quán đế mới năng đoạn hẳn tùy miên, phát sanh vô lậu.